Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm và chương trình mà quý vị đang theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, em hỏi luật sư. Ví dụ mà bây giờ em đang single đó luật sư. Mà em có chẳng hạn như là nhà cửa đó luật sư. Mà trước khi em lấy chồng đó, mà sau này mình nói một cái ví dụ là break up, ly dị hoặc gì đó, thì mình có thể chia tài sản đôi em luật sư. Ok. Những cái tài sản mà em có đó trước khi em lấy chồng đó, đó là tài sản riêng của em, gọi là separate property. Sau khi em lấy chồng và những cái tài sản tậu trong thời gian em lấy chồng thì nó gọi là community property, là tài sản chung. Đối với lại separate property đó thì em có toàn quyền cho muốn làm sao cũng được. Nhưng mà đối với lại tài sản chung, community property đó, cộng đồng tài sản đó, thì nếu mà em ly dị thì em phải chia. Cái vấn đề quan trọng đó là nếu mà trong trường hợp em có tài sản riêng thì em phải cố giữ làm sao để cho nó riêng. Tức là mình không có, lấy thí dụ tài sản riêng là thóc mà tài sản chung là gạo, mình em không có mix thóc với gạo với nhau được thì khó lắm. Thành ra em phải để riêng thóc một chỗ, gạo một chỗ bằng cách gì? Là nếu anh có tài sản riêng thì em phải giữ riêng. Thí dụ cái em là cái nhà trước khi em lấy chồng. Mà sau khi em lấy chồng em bán cái nhà đó thì em phải make sure là cái tiền bán em phải để vô một cái separate bank account. Và nếu em mua cái nhà nào khác thì em chỉ lấy cái tiền từ đó để em trả vô cái bank account đó để dùng để mua nhà mới mà thôi. Tức là em phải giữ làm sao á mà em phải giữ riêng biệt. Tức là em tiếng Mỹ nó gọi, em không có gọi là co-mingle, tức là em trộn lẫn hai cái tài sản đó với nhau. Tại vì thí dụ cái nhà cũ em bán, bây giờ em lấy cái tiền bán nhà ở cái nhà mà của riêng của em đó mà em lại bỏ vô một cái chung mục chung của em có với chồng em thì coi như là trong trường hợp đó em trộn lẫn rồi, thì coi như là em cho phân nửa cái số tiền đó cho ông chồng rồi. Ok. Do đó em phải giữ riêng ra. Ví dụ thì bác sĩ nghĩ em có làm thêm cái giấy tờ gì không, em không muốn coi như nó nhúng. Thường đó để giữ những cái tài sản riêng đó thì hai người đó trước khi lấy nhau đó có thể làm một cái gọi là prenuptial agreement, hay còn gọi là premarital agreement, nó gọi là khế ước tiền hôn nhân. Nhưng mà cái đó nó không có được tế nhị lắm, là bởi vì để làm cái khế ước đó đó trên nguyên tắc là hai người đều phải có luật sư hết và phải liệt kê ra những nợ hay là những cái tài sản hay nợ nần riêng của mình. Và đồng thời để ký đi, và hai người phải đồng ý, phải liệt kê ra hết, phải disclose ra hết là mình có những tài sản gì và có nợ gì nhé. Xong rồi cả hai bên đều phải làm như vậy hết, và đồng thời phải đồng ý để trong trường hợp mà trong tương lai nếu hai người không ở với nhau thì cái tài sản nào mình liệt kê đó, hay là những nợ nào mình liệt kê đó, đó là tài sản riêng của mình và nợ riêng của mình. Thì thường thường những cái việc làm như vậy đó thì nhiều khi nó không có không có được romantic lắm, tại vì chưa lấy nhau để tính chuyện bỏ nhau rồi. Mình cái thí dụ vậy thôi. Nhưng mà cũng có cái, và cái việc mà làm prenuptial agreement á, nó cũng không giải quyết là lấy thí dụ hai người lấy nhau và tuy là có tài sản riêng mà nếu chẳng may một trong hai người qua đời thì tuy là có cái prenuptial agreement đó thì cái người phối ngẫu còn sống đó họ vẫn có quyền ở một cái, sẽ được hưởng một phần ở trong cái tài sản của cái người qua đời. Đại khái đó là nếu mà hai người không có con mà cái người qua đời có cha mẹ anh em gì đó thì cái người còn sống đó họ sẽ hưởng phân nửa và cha mẹ hưởng phân nửa. Ok, thành ra cũng ví dụ là cha mẹ em mất rồi, ok, mà mình có con, nếu có con không đó, không có con với luật sư, nhưng mà chẳng qua em có hai đứa cháu. Cháu á, tức là mình có anh em, cha mẹ mất thì mình còn anh em. Thì anh em mình sẽ được hưởng. Không có giấy tờ
long. So, mình anh em á thì sẽ anh em á thì anh em sẽ được hưởng thứ tự theo thứ tự nhé. Thì cha mẹ trước rồi tới anh em. Nếu cha mẹ mất hết thì tới anh em chia đều nhau. Nếu người anh hay em nào qua đời mà có một cái người con thì người con sẽ chia ở cái phần của người anh em đó. Lấy thí dụ anh có hai người anh em, thí dụ em không có cha mẹ đúng không ạ? Bây giờ anh có hai người anh em. Bây giờ có hai người anh em đó, bây giờ một người chết mà để lại hai đứa con. Vậy thì đó, cái người em còn sống đó sẽ hưởng 50%. Còn hai đứa con, hai đứa cháu đó thì mỗi đứa sẽ hưởng 25-25%. Đại khái chia đều như vậy. Nhưng mà đó em lẫn cháu đó là chỉ hưởng được có phân nửa thôi. Còn phân nửa là ông chồng vẫn được hưởng đối với tài sản riêng. Còn nếu mà đối với tài sản chung á, tài sản community property chung tậu hai người tới nhau đó mình qua đời thì trên nguyên tắc á, chồng á, sẽ được hưởng hết 100%. Ok. Em xin cảm ơn luật sư rất nhiều. Không có chị em. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, xin chào luật sư Liên. Dạ, xin chào ông. Tôi có hai câu hỏi nhất, quan tâm như sau. Dạ, để được. Ông muốn đặt câu hỏi. Được chưa ông? Dạ được, tôi đang chờ ông nghe, ông đặt câu hỏi đây. Câu hỏi thứ nhất là nếu hai vợ chồng có một joint account của nhóm ngân hàng thì chẳng may một người vợ hay người chồng mất chức, người còn sống lại có quản trị được tất cả các balance của ngân hàng đó không? Được. Nếu là đứng lại joint account đó thì nếu mà hai vợ chồng đó thì nếu một trong hai người qua đời đó thì cái người còn lại có quyền hết. Và thường đó, tôi cũng khuyên là nếu mà quý vị có gia đình thì tốt nhất đó là đứng lên joint account. Và giờ nếu cẩn thận hơn đó, để mình sợ trong hoàn cảnh rủi hai vợ chồng cùng đi hết làm sao, thì khi đó đó mình có thể để người thân hoặc là con mình, nếu mình có con thì để con mình là pay on death beneficiary. Thì khi bữa trước có nghe luật sư nói POD, ví dụ POD phải không? Dạ, POD đó. Nhưng mà cái beneficiary thì không có tốt bằng. Lấy thí dụ như thay vì ông để bà vợ ông là đứng là joint account owner, ông để bà vợ ông là beneficiary. Thì cái khác biệt như thế này là nếu bà đứng là joint account owner đó, ông qua đời đó, thì bà có thể sử dụng cái tiền đó liền để có thể chẳng hạn lo ma chay gì cho ông. Còn nếu bà là beneficiary đó, bà phải chờ tới 40 ngày sau khi ông qua đời và đưa cái giấy khai tử cho ông, cho nhà bang, thì khi đó bà mới được rút cái số tiền đó ra. Thì nó hơi... Nếu mà hai người trong một cái joint account cao thông thường thì sao? Thì bà có, tôi vừa mới nói đó là bà có thể access liền, bà có thể sử dụng liền. Ok, yeah. Cảm ơn luật sư, và tôi có câu hỏi thứ hai mình sẽ. Rồi, ok. Trước tôi có nghe luật sư trả lời một người hỏi. Dạ. Yeah. Balance của 401k nó không có thuộc về linh vân trước, thì nó thuộc về cái gì luật sư? Thuộc của người, nếu mình có gia đình là của người vợ hay chồng. Tại vì đó cái tiền ở trong cái 401k đó nó gọi là deferred tax income. Vâng. Nó không phải, tức là nó chưa được đóng thuế. Ok. Vâng. Thành ra cái living trust đó, khi mà mình còn sống cái living trust nó không có cái tax ID của nó đâu. Cái tax ID là cái social security của cái người người chủ của cái living trust đó. Và với cái 401k đó nó theo luật ERISA. Cái luật ERISA nó đòi hỏi đó là nếu mà ông đó là có cái 401k mà ông có gia đình đó thì bắt buộc cái người beneficiary phải là vợ của ông. Ok. À, vâng. Bà ông muốn cho người khác đó là bà phải chấp thuận. Cho dù ông muốn cho người con đi chăng nữa, bà phải chấp thuận, bà không chấp thuận ông không cho được. Ok. Vâng. Thành ra thường thường đó, cái người được hưởng cái beneficiary của cái 401k đó là phải là người ta. Tức là bởi vì người ta, tại sao? Tại vì họ có cái số an sinh xã hội. Thành ra ông qua đời đó, cái người mà được hưởng đó, now họ có thể, nếu là vợ ông đó thì lợi lắm. Bà có thể chuyển cái số tiền trong 401k của bà, của ông vào trong cái 401k của bà nếu bà có. Hay không đó, bà có thể create cái IRA, tức là Individual Retirement Account với nhà bang, rồi roll over, tức là chuyển trực tiếp từ cái số tiền phân ở trong cái 401k đó vào trong cái pension fund của bà. Thì khi đó đó, bà có thể rút ra từ từ được mà không bị thuế một lúc. Tại vì thí dụ ông qua đời nha, mà ông có cái 401k, 401k có 100 ngàn. Nếu đó mà bà rút ra liền hết đó thì bà sẽ tiểu thuế trên một, coi như là khi năm đó đó bà sẽ có cái income là 100 ngàn, bà phải trúng thuế mệt nghỉ, tại vì cái rate nó sẽ rất là cao. Thành ra nếu mà trong trường hợp như vậy đó thì tốt hơn đó là bà có, nếu bà có cái IRA hay là cái 401k của bà,
bà sẽ roll over tức là cái số tiền từ 401k phải trực tiếp chuyển qua cái account của bà, chứ không phải bà rút ra rồi bà bỏ vô là không được đâu. Nó phải chuyển trực tiếp từ cái 401k của ông vào trong cái pension fund của bà. Nếu mà chuyển cái rover, nếu mà làm đúng như vậy đó, thì khi đó đó, sau đó bà có thể rút từ từ ra, mỗi năm mà rút 10.000 ra, ví dụ. Nhá. Thì như vậy đó, bà khi mà rút 10.000 ra, bà vẫn phải đóng thuế trên cái 10.000. Nhưng mà cái mức thuế trên 10.000 đó, có thể sẽ rất là thấp, có thể không phải đóng nữa. Tại vì thường phải trên 15.000 mới đóng. Thì do đó thì nó sẽ không có đóng thuế. Còn nếu bà rút 100.000 đó là bà có thể đóng gần như 1/3 cái số tiền ở trên cái số tiền bà rút ra. Okay. Cảm ơn luật sư nhiều, và tôi xin chấp trở cái câu hỏi trước một chút xíu để mà confirm là ok. Ok, cảm ơn ông ha. Bài lo một người mất, một người còn lại đương nhiên hưởng 100%, không có gì trở ngại phải đúng, không? Đúng. Ok, cảm ơn ông. Cảm ơn luật sư nhiều. Hello, chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Quý vị chờ đường dây, giữ đường dây điện thoại mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị khi đài chạy phần quảng cáo thương mại.